À, xin chào vị trở lại chương trình Tự chuyển TV. Thì giờ sự kiện mà hãng xe hơi Việt Nam lớn nhất là VinFast đã mang chuông để đánh xứ người, hay nói đúng hơn là mang hai cái mẫu xe điện của mình để mà đến tham dự một hội chợ triển lãm ở miền Nam California, cái nơi mà có người Việt Nam sống ở hải ngoại đông nhất. Và đây đã trở thành một cái đề tài trung tâm bàn luận trong những ngày vừa qua, và rất có thể là trong những ngày tới cũng trở thành một cái đề tài rất là nóng. Là bởi vì cái sự kiện mà triển lãm này nó kéo dài đến cuối tuần này, tức là vào ngày 28 theo giờ của Hoa Kỳ thì bắt đầu mới là đóng cái hội chợ này lại. Và những ngày vừa qua đó thì ở trên mạng xã hội hay là truyền thông ở trong nước và truyền thông hải ngoại, và những người sử dụng mạng xã hội như là các cái Facebooker, những cái YouTuber đã có những cái sự đánh giá và có những cái sự bình luận, và có quá nhiều những cái lời khen chê ở trên mạng xã hội. Nói chung là người ta chia ra làm hai cái hướng, hai cái xu hướng. Một cái xu hướng thì khen ngợi cái sản phẩm này lên tận mây xanh và đã tới tấp, coi như đưa những cái lời nói hoa mỹ về những cái kết quả, những cái đánh giá của cái sản phẩm này, và đưa vào đó là cái niềm tự hào, tự tôn dân tộc, rồi ngay cả cái việc mà khẳng định rằng cái chiến lược kinh doanh của VinFast, nói chung là một cái sự đột phá, một sự thành công khi mà tấn công vào cái thị trường Hoa Kỳ. Thì nói chung là người khen thì họ dùng những cái từ ngữ để mà có những cái lời hoa mỹ để mà cho thấy cái việc mà cầu toàn. Nói chung là muốn đưa ra những cái nhận xét rằng đây là một cái sản phẩm của tương lai, mà một cái sản phẩm mà người Mỹ sẽ chấp nhận và sẽ thành công cái chiến lược bán hàng tại Hoa Kỳ. Nhưng mà ở nhóm ngược lại đó, thì chúng ta thấy rằng có những cái người họ muốn đưa cái chính trị vào trong cái vụ việc này, bởi vì đây là một cái sản phẩm họ nói rằng ở trong Việt Nam đưa tới, và cái tập đoàn này có phải là tập đoàn là từ cái đất nước cộng sản hay không, rồi họ nói chung là họ muốn chính trị hóa và muốn bôi nhọ nó, muốn nói xấu. Thì cái việc mà nói xấu cũng có rất là nhiều thứ về công ty, về hãng xưởng, về ngay cả về sản phẩm, rồi họ đặt rất là nhiều các cái dấu hỏi. Nói chung á là cái việc khen chê nó đã bắt đầu xuất hiện rất là nhiều rồi. Và ngay tại cái cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại thì chúng ta thấy rằng đây là một cái cộng đồng nó rất là đặc biệt, nhất là cộng đồng ở Hoa Kỳ nữa. Và miền Nam California, ví dụ như cái vùng mà Lido Sài Gòn trước đây đã từng mang danh rằng đây là cái thủ phủ tị nạn cộng sản, và cái lực lượng gọi là lực lượng cờ vàng, tức là lực lượng mà những người trước kia khi mà đi sau năm 1975 đến Hoa Kỳ đó, thì trong cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũ thì thường là ở cái miền Nam California nhiều. Dĩ nhiên là cái sự kiện nó đã xảy ra 46 năm rồi. Tuy nhiên thì cái khu vực này là cái khu vực mà người ta nói rằng có nhiều lúc cái việc mà minh định rằng cái vấn đề mà cờ vàng, cái vấn đề mà coi như là không có ủng hộ cho Cộng sản chẳng hạn. Mà một khi người ta muốn chống chọi, người ta muốn đưa cái vấn đề chính trị vào thì cứ nói đó là một cái sản phẩm Cộng sản, hay là mua hàng đó là tiếp tay Cộng sản, đủ thứ chuyện hết. Thì những cái đánh giá, những cái mà khen chê đó là một việc rất bình thường. Nói chung là bất cứ một sản phẩm nào người ta cũng có thể khen chê hết. Mua cái áo, cái quần, mua một cái đôi giày, ngay cả xe hơi, ngay cả những cái nhà cửa, bất cứ cái gì thì cũng thật có thể khen chê. Nhưng mà cái việc khen chê đó nó phải dựa trên các cái cơ sở. Và nếu mà dựng chuyện, nếu mà nói sai mà thấy có chuyện mà bịa đặt đó, thì ở Hoa Kỳ có được phép làm như vậy hay không? Hay là chỉ là đó là cái quyền tự do ngôn luận của Hoa Kỳ. Và chúng ta thấy rằng cái sự việc của công ty VinFast, thì hôm nay chúng ta không nói về cái chất lượng của sản phẩm, cái vấn đề mà quảng cáo quảng bá gì hết, mà chúng ta mới nói rằng xung quanh những cái việc mà khen chê chẳng hạn. Thí dụ cái việc khen á, thì nói chung là ai cũng phải chấp nhận hết. Cái người mà được khen á, thì lúc nào người ta cũng dễ dàng chấp nhận, ai cũng, bởi vì cái bản chất của con người ta sống ở trên đời đó, cái lời khen đó chỉ là tốt thôi. Cái lời khen nó sẽ mang lại cái lợi ích, chứ còn cái lời chê mới là cái lời mà người ta rất là khó chấp nhận. Thì bây giờ đó, vấn đề chê như thế nào để mà người ta chấp nhận, và chê thì như thế nào thì vượt quá. Và cái chê đó ở tại Hoa Kỳ á, nó có là một cái điều gọi là tự do ngôn luận hay không? Thì tình cờ trong mấy ngày vừa qua chúng ta thấy lướt ở trên Facebook thì thấy có những cái dòng trạng thái chia sẻ về những cái vấn đề này rất là nhiều, có những cái ý kiến rất là gay gắt khi mà đặt cái vấn đề về cái sản phẩm này. Nhưng mà có những cái ý kiến thì khen cái sản phẩm này rất là nhiều, nhưng mà liên quan tới cái việc mà khen chê và có khả năng bị rắc rối hay không, hoặc là công ty VinFast người ta có sẽ kiện những người mà nói xấu họ hay không, hoặc là đưa ra những cái thông tin mang tính chất là bịa đặt,
những cái thông tin vu khống chẳng hạn, hay là làm nhục, hay là tấn công cá nhân này kia cái nọ, thì như vậy có phạm pháp ở Hoa Kỳ hay không? Thì tình cờ đó thì chúng tôi thấy được trên cái trang Facebook của anh Vũ Hoàng Lân. Anh Vũ Hoàng Lân là chủ của cái kênh rất là nổi tiếng là Phố Bonsai TV, thì cái người mà chúng tôi cũng đã từng có cái thời điểm cũng đã có hợp tác với anh Lân, thì anh Lân cũng đã chia sẻ rất là nhiều về cái kinh nghiệm làm Facebook, làm YouTube. Và qua cái sự kiện ở công ty VinFast thì cái Phố Bonsai TV cũng đã có mặt ở tại chỗ và đưa cái tin này rất là nhiều, và chúng ta có thể đi vào để Phố Bonsai TV để mà xem rất là nhiều cái thông tin từ ở nơi đó liên quan tới vấn đề mà tại chỗ. Thì anh Vũ Hoàng Lân cũng có chia sẻ một cái thông tin ở trên trang cá nhân của mình là dù khen hay chê, ủng hộ hay tẩy chay, thì cái việc VinFast cũng đã là một cái công ty đổ nhiều triệu vào Mỹ để mà làm ăn. Cái bịa chuyện chửi bới lơ mơ là họ sẽ kiện ra tòa Mỹ thiệt đó. Nhắc trước anh chị em truyền thông, YouTuber, Facebooker ở Mỹ cẩn thận củi lửa. Thì trước cái dòng trạng thái như thế này thì chúng ta thấy rằng đúng là ở Hoa Kỳ người ta cũng có luật. Và ở Hoa Kỳ cũng giống như ở Việt Nam thôi, cũng không có được mà bịa đặt hay làm tấn công người ta một cách vô cớ. Và khi mà đưa là những cái thông tin mà người ta chứng minh được là những cái thông tin nó không có đúng đó, mà mình có một cái sự ác ý và làm ảnh hưởng tới họ thì họ vẫn có thể kiện. Và nhất là bây giờ cái công ty VinFast là một cái công ty chuẩn bị coi như là bán hàng tại Hoa Kỳ, và hiện giờ thì người ta cũng đã thành lập một cái văn phòng ở ngay tại miền Nam California và ở tại thành phố Los Angeles. Thì cái văn phòng đó được mướn, được thuê mướn và xây dựng để mà lập lên một cái đội ngũ, và từ đó người ta có thể là quản lý một cái chiến lược kinh doanh ở tại Hoa Kỳ. Và theo cái chiến lược kinh doanh thì chúng ta đã biết rằng để mở một cái văn phòng hoặc là đặt chân vào làm ăn tại Hoa Kỳ, ngay cả mà tham gia vào cái ô tô show này thôi cũng phải thông qua rất là nhiều các giấy phép. Và một khi một cái doanh nghiệp mà làm ăn ở tại Hoa Kỳ, người ta phải thực hiện cái vấn đề bình đẳng pháp luật với những cái công ty khác và những cái thành viên cá nhân khác. Ví dụ như mà một cái người có thể là tấn công hay là chửi bới một cái doanh nghiệp hay một cái cá nhân nào đó trong Việt Nam đi, thì nhiều khi ở bên đó người ta cũng khó mà thò tay qua đây để mà khởi kiện được. Nhưng mà nếu như VinFast đã đặt cái trụ sở tại đây và làm ăn theo pháp luật của Hoa Kỳ, rồi có được những cái đóng thuế và cái môi trường mà làm ăn như thế này, thì nếu mà bị tấn công một cách vô cớ, người ta cũng có thể nhờ pháp luật để mà bảo vệ. Cho nên là đó là cái điều mà chúng ta thấy là ông Vũ Hoàng Lân khi mà đưa cái vấn đề này lên, có lẽ là cũng phản ánh một cái thực tế rất là rõ, và cũng là một cái điều nhắc nhở nó không có phải là quá đáng đối với những người mà Facebooker hay là những YouTuber, hay ngay cả những cái nhà báo hay là những cái cơ quan truyền thông gì đó ở Hoa Kỳ, hay là ngay cả những cái cá nhân. Đây, cái điều này có đúng hay không? Thì chúng ta thấy rằng trở lại cái công ty VinFast á, thì trong những năm vừa qua khi mà hoạt động ở trong nước, thì VinFast cũng đã có một cái kinh nghiệm, hay nói đúng hơn là cũng có một cái lịch sử là khi mà bán hàng các cái sản phẩm cụ thể như trong cái lĩnh vực xe hơi này, để chúng ta thấy rất là rõ. Thì cụ thể là thời gian gần đây thôi, hình như là hồi tháng 5 năm 2021, thì VinFast cũng có một cái vụ kiện. Thì một cái vụ kiện đó đó thì VinFast đã kiện một cái chủ kênh gọi là Google TV về cái việc mà cho rằng cái công ty đó đã đưa cái Google TV đó đã đưa những cái thông tin nó không đúng trên mạng xã hội. Và cái điều này có thể nói rằng nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái uy tín của công ty VinFast. Công ty VinFast nói như vậy và sẽ làm cho những người khách hàng người ta quay lưng lại đối với cái sản phẩm của công ty VinFast. Thì cụ thể cái người bị tố cáo đó là ông Trần Văn Hoàng, là người chủ của cái kênh Google TV. Khi mà ông Hoàng đó thì làm những cái video clip ở trên cái trang Google TV nói rằng phản ảnh một cái chiếc xe gọi là Lux 2.0 của anh ta có bị một số các cái trục trặc và phải nhờ đến cái công ty VinFast để mà thực hiện các việc bảo trì, và trong một thời gian cũng không có quá dài, và anh ta phải có đến 5 7 lần gì đó đến cái chỗ để mà bảo trì, cũng vì các cái lỗi nó rất là lặt vặt thôi, các cái lỗi cũng không phải là lớn, ví dụ như cái gạt nước hay là những cái tiếng ồn trong xe, hoặc là có những cái đèn báo về lớp nó yếu á,
yếu hơi hoặc là bất cứ một cái vấn đề nhỏ 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 này, nhưng mà nói rằng cái việc mà phục vụ ở trong những cái nơi mà bảo trì bảo hành đó, đó nó không có được chu đáo, không có được tốt, và anh ta phản ánh trên mạng xã hội, nói chung là chỉ có dừng lại ở mức độ nó cũng đại khái như vậy. Nhưng mà ở phía bên công ty VinFast thì người ta đã chủ động để mà tiến hành khởi kiện, cụ thể hồi tháng 5, ngày 6 tháng 5 đó, khi mà trao đổi với các phóng viên báo chí thì một cái người mang tên là giám đốc quyền giám đốc kinh doanh của VinFast cái đó, khi mà thông tin đó là ông Hoàng Chí Trung cũng đã nói rằng cái việc mà công ty sẽ quyết định gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng là bởi vì nói rằng ông Hoàng đó chủ kênh Google TV đăng tải về gọi là lỗi xe VinFast 2.0, thì cũng như cái chất lượng của xe, kết luận là cái chất lượng của xe chẳng hạn, thì đã mà những cái thông tin không đúng sự thật. Và cái sự việc này đã gây ra một cái sự lùm xùm rất là lớn trên mạng xã hội. Nhiều người nhảy vào bình luận, nhiều luật sư tham gia, nhiều người mà chuyên gia pháp lý cũng nhảy vào và tòa án thì thụ lý, và cái dư luận đánh giá rất là nhiều. Nhiều người thì ủng hộ rằng đây là một cái công ty VinFast, một cái công ty lớn nhất, một cái bộ mặt của nền kinh tế của Việt Nam và một cái công ty tư nhân mà rất là tự hào, đã do một ông chủ và ông Vượng là một tỷ phú rất là lớn của Việt Nam. Và khi mà công ty VinFast á, có quá nhiều các nhân viên và những mặt hàng này những mặt hàng chiến lược, và nếu như những cái thông tin không đúng có thể ảnh hưởng rất là lớn, ảnh hưởng đủ thứ chuyện hết, về nhân công, về việc làm, về cái bán hàng của họ, và nó sẽ gây thiệt hại rất là lớn nếu như những cái thông tin đó mà lan truyền ra, và nhất là những cái người chủ kênh YouTube mà có đến hàng trăm ngàn người theo dõi hoặc là cả triệu người đó, thì đó là cái điều nó gây hậu quả còn nghiêm trọng hơn nữa. Cho nên chính vì cái điều này mà công ty VinFast á, họ thấy rằng cái việc mà những cái thông tin mà gọi là xấu độc đi, những cái thông tin mà nó bất lợi, hoặc là những cái thông tin bị quy kết rằng là bịa đặt và mang chất nói xấu đó, thì họ cần phải có cái cách để mà khởi kiện, để mà nhờ đến pháp luật để mà can thiệp bảo vệ uy tín cho cái doanh nghiệp của họ. Nhất là cái doanh nghiệp mà bán xe hơi thì cái uy tín là cái điều rất là quan trọng. Cho nên cái việc mà họ khởi kiện thì đó là vấn đề ở trong Việt Nam. Còn ở bên Hoa Kỳ đó thì VinFast có làm như vậy hay không? Thì chúng ta thấy rằng một cái công ty người ta đã từng chủ trương như vậy rồi, có thể là nhờ pháp luật để mà bảo vệ uy tín, để mang cái chất là nó tuyệt đối, để rồi tránh đi những cái thông tin nhiễu độc. Và ai cũng hiểu được rằng khi mà VinFast qua cái thị trường ở Hoa Kỳ, nhất là thị trường của cộng đồng Việt Nam ở nơi đây, thì cái nơi đây thì bình thường á, người ta cũng đã rất là thoải mái rồi về vấn đề mà thông tin liên lạc, về vấn đề mà sử dụng truyền thông, về vấn đề mà tự do ngôn luận. Bình thường có khi người ta cũng chửi bới lẫn nhau lung tung hết, vẫn có thể là chỉ trích lẫn nhau, vẫn có thể là vạch mặt nhau, vẫn có thể giải mã cho nhau, vẫn cái đề của đó rất là bình thường. Và cũng có rất nhiều các cái vụ kiện tụng ở cái miền Nam California này, cá nhân có thể là kiện cái cá nhân, rồi cá nhân kiện tập thể, cá nhân kiện tổ chức, cá nhân kiện coi như là công ty, và ngược lại công ty cũng kiện cá nhân cũng có nữa. Có những cái đã giải quyết rồi, có những cái cũng chưa có giải quyết xong, và bây giờ thì họ vẫn cứ cứ tiếp tục là có những cái sự chỉ trích. Có thể nói rằng khi mà công ty VinFast qua đây thì cái việc mà đặt chân vào cái thị trường này, thị trường rất là khó tính của Hoa Kỳ, đối với người Mỹ, đối phó với người Mỹ không đã vất vả rồi, chứ đừng nói chi những cái thông tin của người Việt Nam. Cái người Việt Nam thì chúng ta đã hiểu được rồi, cái ý thức hệ chính trị và cái lằn ranh rồi làm giữa quốc cộng đó, cái lằn ranh giữa cờ vàng với cờ đỏ đó, nó vẫn còn đó, còn đó rất là nhiều. Cho nên một khi mà bị gài vào vấn đề mà thế chính trị một cái thì có nó sẽ trở thành một cái đề tài cũng khá lớn, nó trở thành một cái đề tài nóng và nhiều người họ tranh luận vào. Rồi bên cạnh đó những cái chiến lược kinh doanh của VinFast nữa, người ta cũng cũng đánh giá. Rồi một khi mà người ta thương đó thì người ta nói cái gì cũng được, người ta khen lên tận mây xanh. Chúng ta đã thấy là những ngày vừa qua đó có những cái lời tâng bốc rất là dữ dội, tâng bốc mà không có chê một cái điều gì hết, nói chung rằng về mọi mặt luôn. Nhưng mà ngược lại á, thì khi mà một khi người ta chê đó, người ta đã không hài lòng rồi, thì bất cứ chuyện gì người ta cũng chê hết. Khi mà sử dụng một cái MC thôi người ta cũng nói là không được, và khi mà sử dụng cái chiến lược quảng cáo thôi người ta nói cũng không xong, khi mà tham gia cái thời điểm này thì tại sao, cũng đặt ra cái vấn đề là ủa, một cái chiến lược mà đưa một cái mặt hàng lớn như vậy
sang Hoa Kỳ. Và trước đó thì tại sao im ắng vậy? Lẽ ra phải cho truyền thông đồ nó tạo ra một cái hiệu ứng và nhiều người họ quan tâm hơn chứ, ít nhất là 1-2 tuần lễ trước đó cũng phải làm những cái vấn đề nó to lớn hơn. Đó là nói về vấn đề mà tại thị trường của Hoa Kỳ nha. Chứ còn nếu như chúng ta mà theo dõi thường xuyên ở trên mạng xã hội đó, hoặc là theo dõi những thông tin ở trong Việt Nam, thì thật ra trước đó đó thì báo chí ở trong Việt Nam đã đưa tin rồi, đưa tin rằng cái việc mà auto show ở tại Hoa Kỳ rồi là sẽ có cái sự tham dự của VinFast. Và chúng tôi thì cũng đã biết những cái thông tin này rồi trước đó. Nói chung rằng cái việc mà VinFast quyết định để mà đem cái sản phẩm này vào thị trường thì thật ra đó là một cái đề tài lớn nè. Ngay cả những người Việt Nam ở tại hải ngoại đi, thì đối với những người mà họ trung lập đó, những người mà không có đặt nặng cái vấn đề chính trị, thì đa phần là chịu, họ lắng nghe khi mà nghe những cái lời mà của công ty VinFast đưa ra về cái chiến lược mà quảng cáo, rồi ngay cả giá thành, ngay cả cái chiến lược hậu mãi nữa. Dĩ nhiên là những cái lời hứa, những cái lời mà quảng cáo như vậy thì người ta cũng cũng tin, nhưng mà người ta vẫn cứ tiếp tục để mà theo dõi, để coi coi cái khi mà cái sản phẩm thực tế người ta có thể sờ được, có thể lái xe thử được, và nó có những cái niềm tin thêm nữa, thì cái sự mà quyết định mua những cái sản phẩm đó đó là cái điều rất là cần thiết. Thì trở lại những cái việc mà những người ở tại Hoa Kỳ đó, mà khi nói về cái sản phẩm VinFast, cái sản phẩm mà đang có mặt tại Hoa Kỳ, mà nếu mà đưa ra những cái lời chê hay là những cái lời bình phẩm hay là những cái nhận xét, hoặc là đưa ra những cái thông tin đó mà nó chắc là bịa đặt hoặc là vu khống đó, thì có bị kiện hay không, thì đây là cái điều cũng rất là có thể. Bởi vì theo như cái sự mà chia sẻ của anh Vũ Hoàng Lân đó, thì chúng ta thấy rằng mặc dù là có dòng trạng thái như vậy thôi, nhưng mà nó cũng cho thấy rằng rất có thể nha. Bởi vì đây là một cái công ty có thể bỏ ra hàng trăm triệu vào trong cái thị trường Hoa Kỳ. Cho chính xác là công ty VinFast muốn bỏ 200 triệu Mỹ Kim vào thị trường Hoa Kỳ để mà xây dựng cái nền móng ban đầu. Rồi hiện giờ thì cũng đã mướn được một cái trụ sở rồi. Và tới đây đó, theo cái chiến lược là sẽ mở ra thêm 60 các cái showroom nữa ở toàn Cali. Và sau đó thì có thể là mở sang tất cả các địa bang khác. Rồi cái giá thành thì chúng ta cũng nghe nói rằng có thể là dao động khoảng chừng 40 đến 60 ngàn Mỹ Kim cho cho những cái chiếc xe này. Thì thật ra là cái chiếc giá đó mà đưa ra thì rất là hấp dẫn rồi. Thì chưa biết cái số liệu cụ thể nó là bao nhiêu. Và cái chiến lược mà gọi là quảng cáo đó, cái chiến lược mà gọi là bảo hành đó, thì cũng nói rằng có thể là đưa những cái người thợ đó bảo hành, coi như là đến nơi để bảo hành luôn, thậm chí là có những cái lời mà họ đưa ra theo cái hướng nó cái sự bảo hành mang tính là chăm sóc rất là tốt, hoặc là nó bảo hành trong vòng 10 năm hay là bảo hành 100.000 mai gì đó. Thì rồi cái việc mà thật ra đó, thì khi mà mình đưa ra một chiến lược mà gọi là bảo hành đó, thì người ta vẫn đánh giá thôi. Thí dụ như là nói rằng đưa những cái người mà đến tận nơi để mà sửa xe, thì ai cũng hiểu được cái thị trường của Hoa Kỳ là thị trường rất là rộng lớn, cái thị trường không có nhỏ, và người thì ở nơi này, người ở nơi kia. Và nếu mà chúng ta sử dụng những cái lực lượng mà công nhân hay là những cái người mà sửa xe đó mà đến tận nơi để mà phục vụ, đến tận nhà để mà phục vụ, thì cái điều đó nó người ta không tin rằng nó dễ thực hiện. Bởi vì đây là cái loại xe mà cái dòng sản phẩm này nó bán với cái giá thì cũng mức độ á, là cũng thu hút được. Ví dụ như nói là 40.000, 60.000 thì cũng không phải là quá cao. Và nếu mà chi phí bảo hành bảo trì như vậy, thì nuôi cái lực lượng, cái đội ngũ để mà bảo dưỡng di tu cái xe cộ cho khách hàng thì rất là khó. Chi phí đi lại, chi phí đi đứng, người ta chỉ thấy rằng trước đây có những cái hãng xe như hãng xe đua F1 chẳng hạn, gọi là McLaren đó, thì McLaren đó, thì cái chiếc xe đó có thể là bán giá đến cả mười mấy triệu Mỹ Kim, thì người ta có thể là một cả thế giới người ta bán chỉ có khoảng 100 chiếc thôi. Cho nên là cái việc mà người ta đến bảo hành tới tận nơi, họ đưa ra cái chiến lược hậu mãi nó như vậy thì đúng, bởi vì nó xứng đáng cho cái sản phẩm, cho cái sự thu lợi của họ. Nhưng mà đối với những sản phẩm bình thường thì thật ra chưa có một hãng xe hơi nào có thể dám tuyên bố rằng là sẽ phục vụ cho những cái người dân đến tận nhà, thí dụ như vậy. Thì có thể nói rằng cái chiến lược quảng cáo của công ty VinFast đến ngày hôm nay chúng ta cũng chưa thấy rõ cái nội dung cụ thể nó như thế nào, chỉ mới là những cái lời giới thiệu và chung chung thôi. Và dù như vậy nhưng mà vẫn định hướng được một cái chiến lược, vẫn định hướng được là một cái kế hoạch về lâu về dài, và cũng hứa hẹn rằng sẽ làm ăn lâu dài ở tại Hoa Kỳ.
Và cái việc mà xin giấy phép và làm ăn ở tại Hoa Kỳ đó, ngay trong cái lúc này mặc dù chưa có giấy phép lưu hành xe đi, nhưng mà công ty VinFast vẫn là một cái công ty đã được hợp pháp ở tại Hoa Kỳ theo cái luật pháp của Hoa Kỳ và sẽ được bảo hộ. Cho nên nếu mà mọi cái sự đụng chạm đó, mọi cái sự mà vu khống, một cái sự bịa đặt và làm ảnh hưởng đến cái công ty này, ví dụ như mà chửi bới các thứ thì rất có thể người ta sẽ kiện. Và VinFast sẵn sàng, thí dụ như cũng nghe nói rằng là ở tại Việt Nam thì những cái công ty lớn lúc nào người ta cũng có những cái đội ngũ luật sư rất là nhiều và sẵn sàng tham gia tất cả các vụ kiện. Và ở tại Mỹ cũng vậy, khi mà một cái công ty lớn khi mà nhập vào Hoa Kỳ đã chấp nhận bỏ hàng triệu Mỹ Kim, hàng trăm triệu Mỹ Kim vào để mà làm ăn, thì người ta cũng không ngại gì để mà bỏ ra một cái số tiền ít để mà tham gia các cái vụ kiện chẳng hạn. Và vụ kiện ở tại Hoa Kỳ là chắc chắn phải có, ít hay nhiều thôi, mà không có góc độ này để góc độ kia thôi. Và cái việc kiện để mà bảo vệ uy tín mình, đó là một cái điều kiện chính đáng. Có nhiều người nói như vậy. Nhưng mà ngược lại đó, thì trong cái vụ của công ty VinFast ở trong Việt Nam, không phải tất cả đều ủng hộ cho công ty VinFast. Không phải tất cả đều nói là VinFast kiện cái ông chủ cái kênh YouTube á, Google TV đó. Thì khi mà VinFast nói rằng cái hậu quả thông tin sai lệch nó rất là nghiêm trọng, nó làm ảnh hưởng đến công ty và người ta thấy rằng cái hậu quả nó phải có. Ngay cả luật pháp của Mỹ cũng vậy, nếu như người ta nói rằng có hành vi sai trái và có cái hậu quả nó xảy ra là thực tế và có được cái mối liên hệ giữa cái hành vi với hậu quả đó, tức là mình nói xấu hoặc là mình đưa ra thông tin bịa đặt đối với cái đối tượng đó, mặc dù là công ty hay là cá nhân, nhưng mà cái sự nói xấu của mình đó, cái sự bịa đặt của mình đó là hoàn toàn sai trái và nó vi phạm. Và cái chính vì cái sự nói xấu của mình, cái sự mà tấn công của mình nó làm cho người ta thiệt hại và người ta chứng minh được cái thiệt hại như thế nào. Tức là sau khi mà cái ông này ông đăng đàn ở trên cái kênh YouTube của ổng là có tới mấy trăm ngàn người xem hay là cả triệu người xem, và cũng vì những cái thông tin ổng đưa ra mà người ta nghĩ rằng đó là thông tin thật và người ta đã từ chối không mua hàng hóa của tôi, hoặc là người ta đã đăng ký rồi người ta hủy bỏ, và công ty đó người ta chứng minh được có bao nhiêu các cái đơn đặt hàng đã bị hủy hoãn, hoặc là cái thiệt hại nó mà chứng minh được thì người ta bắt buộc phải bồi thường. Ai cũng hiểu cái điều đó, ngay tại Mỹ cũng vậy thôi, ngay tại Việt Nam cũng vậy. Nhưng mà ở trong Việt Nam thì trở lại cái vụ của ông Hoàng đó, thì chúng ta thấy rằng có khá nhiều những cái sự bình luận, thí dụ như nói rằng cái việc mà gây hoang mang cho những người tiêu dùng là cái điều có thể là sai trái, và người ta lại đặt cái vấn đề là công ty VinFast là một cái công ty lớn, một cái công ty bán có thể nói rất là nhiều hàng, cho nên là khách hàng rất là đông, và khách hàng đông như vậy thì cái chính sách chăm sóc khách hàng, chính sách mà hậu mãi là một cái chính sách rất là khó chứ không phải là dễ. Bởi vì khách hàng đó giống như người ta gọi là làm dâu trăm họ, nhiều người mỗi ý khác nhau. Có người thì nói là có chút xíu này người ta cũng tự sửa, người ta cũng chỉ tự chỉnh, người ta cũng chả cần phải đi đến chi đến cái chỗ mà bảo hành rồi lấy hẹn rồi đến nó đợi rồi nó đâu cần gì đâu. Muốn dù như một cái gạt nước mà nó sụp xịt, nó có cái gì mình thấy mình chỉnh được thì mình chỉnh thôi, hoặc là mình có thể là reset lại cái những cái dấu hiệu gì ở trên xe, cái điện đèn báo đó ở trên cái dashboard, mà nếu mà nó có hiện ra những cái gì mà nó mình có thể mình reset được thì mình làm, không cần thiết phải đến chi đó cho nó mệt. Và nhưng mà ngược lại có những người họ rất là khó tính, một chút thôi họ cũng muốn là đến đó, họ một chút thôi họ cũng muốn là cần phải chăm sóc. Và có những cái đánh giá nói là công ty VinFast sẽ đi kiện lại các khách hàng là một điều không nên chút nào hết, bởi vì đó là một cái điều, một cái quyết định mà người ta đánh giá rằng nó lợi bất cập hại. Và có những cái nhận xét đánh giá cao hơn nữa là người ta nói rằng một việc làm không nên và đã phạm vào một cái úy kỵ hay một cái điều mà cấm kỵ là người cái doanh nghiệp đó không nên kiện khách hàng của mình, bởi vì khách hàng của mình đó, cái người mua hàng của mình dầu gì nữa cũng là người ân nhân, cái người mà đã tin tưởng các dòng sản phẩm của mình và người ta đã chưa tin tưởng được, hoặc là người ta có một chút gì đó không hài lòng thì mình sẽ càng làm cho người ta tin tưởng. Và nếu mà người ta đã tin tưởng được rồi đó thì biến từ cái sự bực mình đó trở thành một cái sự thân thiện, và họ mới là cái người tốt nhất để mà quảng cáo cái sản phẩm của mình ra bên ngoài.
Cho nên là ngay cả những cái hãng xe rất là lớn ở tại Hoa Kỳ đi nữa, người ta thấy là Chrysler, ngay cả Volvo, ngay cả coi như Nissan, ngay cả coi như là Toyota và rất là nhiều các hãng đã bị người khách hàng của mình tố cáo rất là nhiều, người khách hàng của mình phản ứng rất là nhiều, thậm chí là xảy ra những cái vụ khư kiện. Và sau đó thì các cái công ty đó người ta phải làm sao? Phải bỏ rất là nhiều tiền ra để mà khắc phục các cái lỗi vi phạm, thậm chí là những cái chương trình gọi là recall đó, những cái chương trình mà thu hồi các cái xe đó lại để mà chỉnh sửa. Nhiều khi chỉ có một cái vụ việc nó xảy ra đối với một cái dòng xe thôi, bình thường thôi, trong một vài các cái vụ đơn lẻ đầu tiên hết thì người ta chỉ báo lên hãng thôi, và hãng thì họ họ lắng nghe, họ lắng nghe rồi họ phải điều tra có cái lỗi này tự là lái xe làm hư hay là đây là cái lỗi riêng biệt. Nhưng mà nếu mà họ kết luận được rằng cái lỗi này có liên quan đến cái dây chuyền sản xuất, có liên quan đến một cái phụ kiện nào đó trong cái xe cộ, thì dĩ nhiên là người ta kêu gọi. Chúng tôi cũng đã từng có những cái loại xe, ví dụ như sử dụng một cái xe Toyota Sienna đó, cũng đã được công ty họ kêu đến để mà họ họ chỉnh sửa lại một cái bộ phận là cho một cái cửa mà nó tự động nó mở đó ở bên hông, mà nó đã không có, nó vẫn hoạt động bình thường, xe mình thấy hoạt động bình thường thôi, nhưng mà họ nói rằng vì có những cái sự trục trặc cho nên họ yêu cầu mang đến để mà họ chỉnh sửa, họ thay mới một cái sensor hay một cái gì trong đó, đó chúng ta cũng chả biết nữa. Và rất là nhiều các loại xe khác ở Hoa Kỳ họ vẫn làm như vậy. Cho nên cái chính sách mà hậu mãi, cái chính sách mà chăm sóc khách hàng là một cái điều rất là quan trọng. Và mặc dù như là cái loại xe ở tại Hoa Kỳ đây đã được cơ quan an toàn, đã được chính quyền của Hoa Kỳ, những cái cơ quan mà quản lý về chất lượng của xe, người ta đã cấp phép cho bán rồi, nhưng mà trong quá trình lưu thông chẳng hạn, có những cái loại xe nhiều khi nó qua quá trình sử dụng người ta thấy rằng đang chạy tự nhiên tăng ga lên và đã xảy ra những cái sự cố, và sau đó thì phản ánh thì tất cả đã bị thu hồi hết để mà người ta chỉnh sửa lại cái hệ thống thắng đó, cái hệ thống mà điều khiển trong cái việc mà đạp chân ga đó, cho thấy rằng mặc dù được cấp phép nhưng mà các công ty phải tự kiểm định các cái sản phẩm của mình và phải tự chịu trách nhiệm cho cái sản phẩm của mình, mặc dù rằng mình nói là mình ký giấy bán cho người ta rồi, nhưng mà mình bán cho người ta là cái sản phẩm, là cái chiếc xe sang tên cho người khác, nhưng mà trong cái hợp đồng đó mình cũng bán luôn cái dịch vụ gọi là hậu mãi, cái dịch vụ gọi là chăm sóc khách hàng, và mình cũng bán luôn cái sự niềm tin của mình vào cho các cái khách hàng nữa. Nếu là mình bán cái niềm tin đó để chi, để cho người khách hàng họ sử dụng mà mãi mãi họ nhớ. Tại sao chúng ta cứ thấy rằng người Mỹ họ sử dụng xe Toyota mà người ta cứ sử dụng hoài xe Toyota, thì sau khi mà qua cái đời đó rồi 5 7 năm người ta cũng vẫn tiếp tục mua hãng Toyota chẳng hạn vậy. Bởi vì sao? Sau rất là nhiều chục năm nó đã khẳng định các vị thế. Trong khi đó thì công ty VinFast là một cái công ty rất là mới. Và ngay tại thị trường Việt Nam trước cái vụ của ông Hoàng đó, có lẽ là trên mạng xã hội cũng tạo ra rất là nhiều các cái sự mà râm ran, nhiều cái sự mà chỉ trích, nào là bánh xe gì là mà đụng chạm, rồi ngay cả chiến dịch hậu mãi, rồi chê mẫu mã, chê giá thành, chê đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà sau cái vụ của ông Hoàng, có lẽ cái vụ kiện này cũng có tác dụng ở chỗ là không thấy xuất hiện nhiều những cái thông tin như vậy, không thấy xuất hiện nhiều những cái video clip hay là những cái sự mà đánh giá mang tính chất rằng có thể đứng trước cái bờ vực bị kiện. Có lẽ người ta sợ bị kiện chứ, ai ai mà ở trên đời này không sợ bị kiện, vướng vào cái lao lý, vướng vào những vấn đề pháp luật, cái việc mà gọi là vô phúc mới đáo tụng đình. Ở Mỹ cũng vậy thôi, khi mà một cái cá nhân hay là một cái tập thể gì đó mà bị kiện, người ta cũng lo, lo là bởi vì phải nhờ luật sư, rồi phải tốn tiền, rồi phải đi lại với tòa án, phải mất việc làm, phải đủ thứ chuyện hết, một cái điều rất là rắc rối và phải mất thời gian nữa. Cho nên là thôi, tốt nhất là tránh, tốt nhất là không có nên. Và cái cách của xử lý của VinFast á, trong cái trường hợp của ông Hoàng á, có nhiều người đánh giá làm nên làm như vậy, bởi vì phải lập lại cái trật tự và không để cho người ta tấn công mình, không để cho người ta làm ảnh hưởng tới cái hình ảnh của cái công ty, và như vậy thì có thể là bị thiệt hại rất là nhiều. Và cho nên là việc mà nhờ đến pháp luật để mà làm rõ những cái thông tin là cái điều cần thiết, và ngược lại thì cũng nói rằng không nên là như vậy. Thì bây giờ thì cứ tranh cãi,
nên hay không nên. Nhưng mà những cái thông báo giống như của anh Vũ Hoàng Lân cho thấy rằng là ở tại Hoa Kỳ rất có thể là công ty VinFast người ta cũng đã có những cái đội ngũ luật sư, đội ngũ pháp lý rồi, và những ngày vừa qua cũng đã có những cái sự khen chê, có những cái sự mà tranh cãi rất là dữ dội nữa ở trong một số những cái nhóm ở trên mạng xã hội, trên cái trang Facebook chẳng hạn, ngay cả YouTube cũng vậy, có những lời đã gay gắt. Và nếu như vậy thì có hay không một cái vụ kiện, và nếu như mà trong thời gian tới có một cái vụ kiện đi, một cái vụ khởi kiện về cái sự bịa đặt, cái sự bôi nhọ, cái sự xúc phạm gì đó, thì đây cũng là một sự bình thường thôi. Chúng ta sẽ không lấy làm bất ngờ nếu như có một vụ kiện như vậy. Thì cái việc mà xử lý đó, nên kiện hay không kiện là cái quyền của từng cá nhân hay là từng cái quyết định của mỗi bên, chứ không phải là của chúng ta. Và chúng ta thì chỉ là những cái người mà quan sát thôi, thì chúng ta nghĩ rằng á, từng mọi người thì cũng nên nghĩ rằng là cái vụ này đó, những cái vụ như vậy đó thì có nên kiện hay không, và VinFast có nên làm như vậy hay không, cái kiểu xử lý giống như là cái trường hợp của ông Hoàng, hay là nói rằng họ là khách hàng thôi thì mình phải chiều chuộng, mình phải vuốt ve, và thay vì mình kiện tụng thì mình phải đi năn nỉ họ, hoặc là mình phải cho những cái chiến dịch khuyến mãi, khuyến cáo gì đó, đủ thứ chuyện hết. Và nếu mà sản phẩm nó có những cái gì mà người ta không có hài lòng thì mình thu hồi lại và mình chăm sóc tốt hơn, hoặc là mình bù lỗ tốt hơn, ví dụ như vậy. Thì đó là những cái điều mà những cái câu hỏi được đặt ra, và phải có thời gian, trong thời gian tới đó nó mới có những cái câu trả lời chính thức. Và hôm nay chúng ta chỉ muốn nói như vậy thôi. Và ý kiến của các bạn bên ngoài có đồng ý giống như cái sự cảnh báo của anh Vũ Hoàng Lân hay không, và cái vụ cảnh báo của anh Vũ Hoàng Lân đó nó có phải là một cái cảnh báo nó dư thừa cho tất cả chúng ta hay không, nhất là những người ở tại Hoa Kỳ, những người mà sử dụng mạng xã hội, hoặc là những người làm trong truyền thông, hay là bất cứ một người nào. Thì đó là cái điều mà một cái câu hỏi mà dành cho tất cả. Xin cảm ơn quý vị, hẹn quý vị trong chương trình tới.